một anh chó. anh chó rồi chim non đến bên một anh chó, anh có phải là mẹ em không? Chim non hỏi anh chó, anh không phải là mẹ em đâu, anh là chó mà. Anh chó trả lời nhìn chưa, mèo con không phải là mẹ của chim non, cô gà má không phải là mẹ của chú, anh chó không phải là mẹ của chú, anh chó không phải là mẹ chú, anh chó không phải là mẹ chú. Thế là chim non lại đi tiếp. Bây giờ chú tiến đến gần một con bò. Uvali, mẹ đọc cho con đi. À, con đọc. Con sẽ nào xuống đây? Giờ có cho con mẹ hết chiến tranh này nên con không đắp đâu. Con sẽ chết lại. Mà mẹ em không đắp. Rồi, đọc tiếp đi. Đêm nay mỏi ra ta quăng ngoài đường. Thôi đọc đi tiếp đi, không đọc nữa à? Đó, nó có cái chăn. Cô không có phải là mẹ em không? À, em sổ rồi, không có. Chim non hỏi cô bò, làm sao ta có phải là mẹ của cháu chứ? Làm sao ta có phải là mẹ của cháu? Chú đọc ưa cửa được chú, được chứ, làm sao ta có phải là mẹ được chứ? Đọc từng chữ một coi. Làm sao ta có thể là mẹ cháu được chứ? Cô bỏ đáp, ta là bò má. Cái gì? Con bò đó đâu có đẻ con da con chim, mà là con mèo nó không có đẻ da con chim, con gà nó cũng không có đẻ da con chim, con chó nó cũng không có đẻ da con chim, mà con bò nó cũng không có đẻ da con chim. Là sao? Con chim nó mới đẻ da con chim non chứ, chim mẹ mới đẻ. Mèo con và gà mái đều không phải là mẹ chim non, anh chó và cô bò cũng không phải là mẹ của chú. Chú phải có một người mẹ nhỉ? Mũi này cứ khịt khịt vậy. Ngạt mũi.